Chào anh chị, lại là em Vân Vinh Home đây. Hôm nay em Vân sẽ dẫn anh chị tham quan căn hộ 69m2, 2 phòng ngủ đang cho thuê có bếp rèm tại phân khu The Origami Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức. Chỉ với giá 7,5 củ khoai, anh chị đã sở hữu ngay căn hộ đầy đủ tiện ích đẳng cấp hiện hữu ngay trong nội khu, như đại công viên ánh sáng 36 hecta, vườn Nhật với các hồ cá coi sinh động, đặc sản của phân khu các hồ bơi nội khu rộng lớn, các chòi nghỉ dưỡng dưỡng sinh mang phong cách Nhật Bản với trung tâm thương mại Vincom lớn nhất Đông Nam Á, hệ thống trường học liên cấp quốc tế VinSchool, bệnh viện quốc tế VinMed, hệ thống giao thông VinBus và còn nhiều tiện ích nổi trội khác. Căn hộ 69m2 tại Vinhome Grand Park có gì đặc sắc? Điểm đặc sắc ở đây là căn hộ luôn được bố trí ngay vị trí góc hai mặt view, đón nhận toàn bộ không khí thiên nhiên, nắng gió. Bên cạnh không gian cộng rộng rãi, anh chị vừa có thể làm việc vừa có thể ở. Căn hộ còn được trang bị 3 máy lạnh mới toang. Đặc biệt, căn hộ còn được chị chủ trang bị tủ bếp trên dưới, bếp từ, máy hút bụi mới 100%. Sở hữu căn hộ 7,5 củ khoai với không gian rộng rãi 69m2, vừa ở vừa làm việc phù hợp cho cả gia đình, thì còn gì bằng đúng không anh chị? Giá quá hạt rẻ, anh chị còn chần chừ gì mà không liên hệ em Vân chút ngay đi ạ? Anh chị hãy gọi ngay cho em Vân Vinhome 0907 782 122 để xem căn hộ thực tế và được hỗ trợ tốt nhất. Chúc anh chị có một chuyến tham quan thú vị. Anh chị có thể xem thêm layout chi tiết căn hộ, cập nhật giá bán và giá thuê từng ngày tại website www.vinhomes.com. Hãy like và share video để xem thêm nhiều video hữu ích khác.